Trên thế giới, thêm ứng viên Đảng Cộng Hòa từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ. Ukraine mua 50.000 quân phục nữ. Mỹ-Trung Quốc kết thúc 2 ngày đàm phán về quốc phòng. Indonesia tính chi 10,5 tỷ đô la Mỹ xây tường biển ngăn thủ đô bị chìm dần. Tại Việt Nam, cháy lớn nhiều giờ trên núi Cô Tiên ở Nha Trang. Hà Nội lấy ý kiến làm trường đua ngựa rộng 125 ha ở Sóc Sơn. Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị bắt. Xem xét tước giấy phép 2 doanh nghiệp lạm dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Miền Bắc đón ngày rét nhất trong tuần. Trần Tiến chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 11 tháng 1 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết trên thế giới. Mở đầu là cập nhật về tình hình liên quan đến chính trường Hoa Kỳ. Thêm ứng viên Đảng Cộng Hòa từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ. Vâng thưa quý vị, hôm ngày 10 tháng 1, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie thông báo dừng tranh cử Tổng thống vài ngày trước khi Iowa bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa. Ông Christie nói rằng, tối nay tôi đã nhận rõ không có cách nào để có thể giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Đó là lý do tôi dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Cựu thống đốc New Jersey là người giúp ông Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận với đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông giữ khoảng cách với ông Trump kể từ cuộc bạo loạn đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021. Từ năm ngoái, nhiều ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã thông báo rút lui. 3 ứng viên sáng giá nhất của đảng này hiện có cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Theo kết quả cuộc thăm dò của Hill cuối tuần trước, ông Trump vẫn dẫn đầu trong tổng số các ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Ông nhận được 64,1% ủng hộ, theo sau là cựu đại sứ Haley với 11,3% và Thống đốc Florida với 11%. Trong khi đó, tại châu Âu, Ukraine mua 50.000 quân phục nữ. Theo RT, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây cho biết họ đã mua 50.000 bộ đồng phục nữ lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Thông báo này được đưa ra một ngày trước cuộc bỏ phiếu dự kiến của Quốc hội về việc sửa đổi luật huy động. Những đề xuất đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng, một số người gọi chúng là vi hiến và chủ yếu nhằm mục đích trấn áp những người trốn quân dịch. Mặc dù người dân cho rằng những thay đổi về luật pháp không lường trước được việc phụ nữ phải tòng quân, nhưng những đề xuất như vậy đã được đưa ra trước đó. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hơn 60.000 phụ nữ đã phục vụ trong quân đội, chiếm khoảng 7% lực lượng vũ trang của nước này. Kiev đang gặp khó khăn trong việc huy động đủ quân số để đưa ra tiền tuyến. Tổng thống Zelensky nói với các nhà báo vào tháng 12 năm 2023 rằng cần có 450.000 đến 500.000 binh sĩ mới, nhưng việc đạt được điều này là một vấn đề nhạy cảm sau cuộc phản công quy mô lớn thất bại vào năm ngoái. Ukraine cũng gặp phải một số trở ngại trong việc nhận viện trợ khi bị Đảng Cộng Hòa ở Washington chặn gói quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ và Hungary phủ quyết một thỏa thuận tài chính của EU trị giá 50 tỷ euro. Cũng liên quan tới quân sự, hôm ngày 10 tháng 1, theo AP, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc 2 ngày đàm phán điều phối chính sách quốc phòng tại thủ đô Washington, Mỹ. Dẫn đầu 2 đoàn đàm phán là Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Chase và Thiếu tướng Tống Ngạn Siêu thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đây là sự kiện để hai nước chia sẻ các mối quan tâm và lên lịch cho các cuộc họp khác trong suốt cả năm 2024. Lần gần nhất cuộc họp này được tổ chức là vào năm 2021. Thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết, hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa quân đội hai nước nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh chuyển thành xung đột. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề nóng của thế giới như là xung đột ở Ukraine, các hoạt động gần đây của Triều Tiên, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và bền vững. SCMP đưa tin, Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ nhằm ngăn chặn thủ đô Jakarta chìm với tốc độ nhanh hơn do nước biển dâng. Dự án trải qua 3 giai đoạn xây dựng kéo dài đến năm 2040 với 2 giai đoạn đầu tiên cần ngân sách khoảng 10,5 tỷ đô la Mỹ. Ý tưởng này đã được ấp ủ hơn một thập niên và được đề xuất lại khi Jakarta trở thành siêu đô thị có tốc độ chìm nhanh hàng đầu trên thế giới. Thủ đô hiện tại của Indonesia chìm dưới 25 cm ở một số khu vực mỗi năm, trong khi lũ thủy triều dâng lên tới 200 cm trên năm. Là nơi sinh sống của hơn 10 triệu người dân trên đảo Java, Jakarta đã chứng kiến một số khu vực bị chìm tới 4 mét trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2005. Các chuyên gia dự đoán rằng 1/3 thành phố có thể bị nhấn chìm vào năm 2050 nếu không được kiểm soát. Indonesia sẽ bầu lãnh đạo mới vào ngày 14 tháng 2 và liệu người kế nhiệm có theo đuổi dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn hay không vẫn còn là ẩn số. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Cháy lớn nhiều giờ trên núi Cô Tiên ở Nha Trang. Vâng thưa quý vị, lúc gần 17 giờ ngày 10 tháng 1, đám cháy nhỏ xuất hiện trên núi Cô Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa. Một lúc sau gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát, lan rộng khoảng 1 km và nhiều khu vực lân cận. Khu vực cháy thuộc đất rừng sản xuất, chủ yếu là cỏ chanh, cỏ lau, cây bụi nhỏ và thực bì. Ngọn lửa đỏ rực trải dài trên núi. Lực lượng kiểm lâm cùng nhiều đơn vị liên quan đến ngăn đám cháy, nhưng do vị trí cháy trên đỉnh núi, địa hình dốc đứng nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Đại diện phường Vĩnh Hòa cho biết khu vực trên núi thường xảy ra các vụ cháy thực bì, tuy nhiên thì hơn 3 năm qua hỏa hoạn mới xuất hiện lại. Đến 21 giờ, có 25 người cắm trại qua đêm trên núi Cô Tiên đã được đưa xuống núi an toàn. Lửa đang cháy từ đỉnh xuống chân núi, nhưng khu vực người đi leo núi vẫn chưa bị ảnh hưởng. Núi Cô Tiên cao chừng 400 mét với 3 đỉnh nằm liền kề nhau, tựa như dáng người phụ nữ xõa tóc và ngẩng khuôn mặt lên trời. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn toàn cảnh thành phố biển Nha Trang, là điểm cắm trại lý tưởng của người dân. Một thông tin đáng chú ý tại Hà Nội, mới đây chính quyền huyện Sóc Sơn đã tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa Sóc Sơn tại xã Tân Minh, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn. Dự kiến mức đầu tư dự án này là 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 12.200 tỷ đồng, rộng 125 ha, thu hút khoảng 5.000 lao động trực tiếp và 20 đến 25.000 lao động gián tiếp. Các đơn vị tổ chức sẽ cho ý kiến về đồ án quy hoạch trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 4 tháng 2 năm 2024. Trước đó vào năm 1999, dự án được nghiên cứu lần đầu tiên tại phường Đại Kim Hoàng Mai và Thanh Liệt Thanh Trì, nhưng đối tác nước ngoài đã rút lui. Năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và công ty Global Consultant Network Hàn Quốc xin nghiên cứu dự án. Tháng 9 năm 2019, chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Năm 2020, Hà Nội bổ sung dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa Sóc Sơn, dự kiến hoạt động sau năm 2021 nhưng gặp một số khó khăn. Giữa năm 2022, Hà Nội kiến nghị gỡ khó việc thu hồi 125 ha đất để thực hiện dự án. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị bắt. Vâng thưa quý vị, hôm 10 tháng 1, Công an tỉnh này cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Vũ Văn Sử, 65 tuổi, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, do liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở năm 2017. Cũng khởi tố bắt tạm giam về cùng hành vi vi phạm quy định về đấu thầu còn có ông Trần Tiến Bằng, 58 tuổi, Nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, hôm 16 tháng 12 năm 2023, bà Vũ Thị Thanh Huyền, 54 tuổi, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính và bà Vũ Thị Thu Hòa, 53 tuổi, cựu kế toán, cũng bị bắt tạm giam 4 tháng. Cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2017 đến 2020, hai bà Huyền và Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào việc đấu thầu mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú. Sai phạm của các bị cáo buộc là cố ý trực tiếp gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách. Xem xét tước giấy phép hai doanh nghiệp lạm dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Thông tin do đại diện vụ thị trường trong nước mới đây cho biết, theo đó, hai doanh nghiệp có sai phạm là công ty vận tải thủy bộ Hải Hà Petro và công ty tập đoàn Thiên Minh Đức. Kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi đầu tháng 1 năm 2024 cho hay các doanh nghiệp đã sử dụng sai quỹ bình ổn, không chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Hai đơn vị này cũng khai thuế, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ vi phạm sang Bộ Công an. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu xuyên Việt Oil do vi phạm sử dụng quỹ bình ổn giá nợ thuế. Theo báo cáo mới đây của Hải Hà Petro, số dư quỹ bình ổn tháng 11 năm 2023 là hơn 612 tỷ đồng và công ty Thiên Minh Đức là hơn 466 tỷ đồng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương cần chủ động xử lý quỹ bình ổn, chốt số dư quỹ để thu hồi vào ngân sách trước khi thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thì Bộ Công Thương cho biết họ không có chức năng, thẩm quyền và Bộ Tài chính mới là đơn vị quản lý quỹ bình ổn. Vâng thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 1 là ngày mà các tỉnh phía Bắc rét nhất trong tuần này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 16 đến 18 độ C, riêng vùng núi từ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Từ ngày mai thì nhiệt độ sẽ nhích dần lên. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất không quá 20 độ C, thấp nhất 16 độ C. Tình trạng mưa nhỏ và độ ẩm cao trên 80% khiến cho cảm giác rét gia tăng. Tại Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào rải rác, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ do đang trong thời kỳ mùa khô, ban ngày trời nắng ráo, chỉ mưa vài nơi về đêm. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.